ở xã vùng cao Xà Dê Phìn thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Nhiều năm nay, bà con nhân dân chỉ cấy lúa nương một vụ bởi không có đủ nước cấy lúa quanh năm. Nhưng từ khi thủy điện đầu tư về đây đã khiến cho hàng chục hộ dân không còn nổi được mùa lúa và mất hẳn nguồn sinh kế. Gia đình anh Sùng A Tỷ ở bản Xà Dê Phìn, xã Xà Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có 3 nhân khẩu gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ. Gia đình anh Tỷ có khoảng hơn 600 mét nương, trồng ngô ở khu vực Tìa Phà Chử, bản Xà Dê Phìn. Cứ buổi sáng, anh Tỷ lại vượt khoảng 9 km đường đất từ nhà xuống nương để chăm sóc cây cối. Mỗi vụ cũng chỉ được khoảng 35 bao ngô cho cả người và vật nuôi. Mấy năm trước, tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương xây dựng thủy điện Nậm Cầy do công ty cổ phần thủy điện Thành Phát Sìn Hồ làm chủ đầu tư tại khu vực Tìa Phà Chử và các vùng lân cận. Con đường xuống nương của anh Tỷ xa hơn bởi nương rẫy không còn, chưa được nhận đền bù hơn một năm nay. Gia đình anh không biết trông chờ vào đâu. Diện của em thì nó là rơi tầm 600, cá nhân của em, diện của em là 615 mét. Cho nên là công ty chưa thanh toán giải phóng mặt bằng cho em. Nên là gia đình chúng tôi mới không cho công ty đậy vào thi công nữa. Qua câu chuyện này thì em mong muốn đậy, nhưng mà công ty không vào khởi công nữa thì công ty vậy để bù hết số tiền mà đã đọc hết cái đơn được giấy của em và của các chú. Và nếu mà công ty muốn vào để thi công lại nữa thì công ty phải vào đầy bù cái số tiền đó, còn lại cái số tiền đó. Khó khăn không chỉ với riêng gia đình anh Tỷ. Khi theo chân anh Tỷ xuống nương ở khu vực Tìa Phà Chử, chúng tôi mới thấy được con đường đất dài khoảng 9 km này khó đi, dốc thẳng đứng, kèm với bụi đất và nắng nóng đã khiến cho khu vực này càng trở nên thiếu sự sống. Toàn bộ nương rẫy ở khu vực này phụ thuộc hoàn toàn vào những khe nước gom về từ hai con suối nhỏ Nậm Hồ và Nậm Cầy ở đây. Theo như những gì 92 hộ dân ở đây phản ánh, thì phương án thi công của thủy điện Nậm Cầy sẽ làm ảnh hưởng đến 5 đầu nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của họ. Trước đây, vào mùa khô, nương ruộng đã không có nước rồi. Bây giờ thủy điện về đây như thế này lại càng không có nước. Dân mình không biết sống như thế nào. Cho đến nay, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng thì nhà thầu mới thanh toán được một phần cho một vài hộ. Hứa hẹn sau khi mở xong tuyến đường dài 3 km sẽ đền bù phần còn lại. Nhưng đến nay, nhiều hộ chưa nhận được đồng nào từ chủ đầu tư. Người dân đã khiếu nại lên chính quyền các cấp, cũng chỉ nhận được lời hứa hẹn từ chủ đầu tư là sẽ tiếp tục đền bù nhưng chưa biết đến khi nào. Họ nói là thủy điện đây là cũng thiệt hại cho đất nước của chú cho mình là họ đã lúc đầu thì họ đã bỏ là họ sẽ đền bù xong lúc nào thanh toán tiền giải phóng bà xong họ nó mới thi công lại, thì lúc đấy là nó đã trả được một nửa tiền rồi, nó bảo là cứ cho nó làm đủ 3 cây số thì nó mới thanh toán cái đời sau nữa, vẫn còn chỉ có trả được một nửa đâu, còn một nửa vẫn chưa trả thì máy số nó đã trốn hết đi rồi, công ty nó đi hết rồi. Lúc đầu nó bảo là nó hứa là nó đi 15 ngày, nó về mang tiền về cho bà con, giải phóng bằng bàn cho bà con, xong nó mới là. Thì nó đã được một năm rồi, nó không có trả lời cái gì. Thì bà con nó cứ địa cho trường xá bảo là, trường xá hỏi nó bảo là nó chưa có tiền, lúc nó có tiền thì mới mang tiền cho bà con. Nó bảo thế nó được một năm rồi, vẫn chưa thấy trả tiền cho bà con. Đó là những hộ dân có đất nương bị con đường và thủy điện đi qua. Còn những nương rẫy lân cận, tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng lại không có nước tưới tiêu và đất đá sạt lở vùi lấp đi toàn bộ cây trồng. Ở phần ta luy âm nơi con đường này đi qua, gần 2 năm nay, hơn 1 hecta nương sắn của gia đình anh Sùng Ca Dinh bị vùi sâu dưới đất đá. Do quá trình thi công làm đường đã san ở trên gạt xuống dưới, nhưng đến nay gia đình chưa được chủ đầu tư đền bù. Trồng từ cái gốc to xuống mấy cây chuối, từ dưới khen lên và từ cái chỗ khen nhỏ này xuống dưới khen đấy, trên đầu chỉ có đầu mấy củ thôi. Chỗ này rộng bao nhiêu? Chắc là phải hết ba. Chỗ này khoảng 1 hát à? Cho đến nay, hàng chục hộ dân không có đất nương để canh tác và mất hẳn nguồn sinh kế.
nắng hạn kéo dài và ở vùng cao họ không biết trông chờ vào đâu. Bây giờ chả biết làm gì, bây giờ chỉ cho già về đi làm thuê đâu, chả có ai lấy nữa. Bây giờ chỉ biết là trông chờ xem nào giải quyết để thanh toán, để chỉ biết là đi kiếm gì ăn thôi, chả có đất để là ăn nữa. Gia đình anh Sùng A Tỷ đã mất hơn 600 mét nương đã đành, tưởng chừng trông chờ vào phần nương của bố để canh tác, nhưng đến nay cũng không còn. Đất nương của gia đình bố anh là ông Sùng và Mò có khoảng hơn 3.000 mét đất nương ở khu vực này. Thống kê đền bù là được chi trả hơn 400 triệu đồng. Thế nhưng cuối năm 2021, chủ đầu tư đã đền bù được một phần trong số đó, rồi dừng lại. Nay ông Mò đã qua đời, mọi việc còn lại ông để lại cho con trai là anh Sùng A Tỷ lo liệu. Thế nhưng đã hơn một năm trôi qua, không thấy chủ đầu tư quay lại đền bù nốt và cũng chưa có hướng giải quyết. Trước thì nhận được khoảng, muốn nhận được khoảng 57 triệu. 57 triệu rồi ạ? Vâng. Cái này là cái cụ bố, bố mới thì phải cầm cái này. Sáng bố đợi sáng bố đi lấy, họ không bằng rau. Cũng theo phản ánh của người dân, con đường từ khu vực Đề Hia, bản Sa Dê Phìn đi vào thủy điện dài hơn 3 km nằm trên khu vực Tìa Phà Chử đã khởi công từ trước năm 2021. Nhưng trước khi giao chủ trương đã không họp bàn và thống nhất với người dân và cũng không cho người dân biết. Mọi mức giá đền bù người dân không hiểu và cũng không nắm được. Nó về khảo sát thì là nó không làm và dân giám sát. Đấy, nó cố tình về làm. Mở cái đường này nó không cho dân biết, nó cứ lừa đấy. Nhưng mà bây giờ nó làm khoảng là 3 km này, nó chỉ có thanh toán một tí thôi. Trao đổi về vấn đề này, chính quyền xã Sa Dê Phìn cho biết, thủy điện Nậm Cầy là dự án của công ty cổ phần thủy điện Thành Phát Sìn Hồ làm chủ đầu tư. Xã chỉ nghe nói là có chủ trương từ trước năm 2019 rồi, nhưng hiện đang xin lại chủ trương mới vì phải thay đổi thiết kế, nên chính quyền xã chưa nắm được. Cũng theo vị chủ tịch của xã Sa Dê Phìn cho biết, dự án này chưa có giấy phép xây dựng và chưa được giao quyết định cho thuê đất ở khu vực này. Điện của công ty thủy điện Thành Phát Sìn Hồ. Chủ trương cũ trước thì tới bảo là có rồi, nhưng bây giờ thì bảo là điều chỉnh cái vị trí tuyến ống sao ấy, với lại nhà máy thì bây giờ đang xin cái chủ trương đầu tư mới. Cái chủ trương cũ xã mình có nắm được không ạ? Có, trước họ có cái bộ đấy thì từ thời đồng chí giờ đang làm chủ tịch ở đây đồng chí. Có thôi, còn anh thì không có, anh mới làm chủ tịch từ năm 2021 thôi. Vâng, thế cái dự án ấy là từ bao giờ ạ? Từ 2019 họ xin chủ trương rồi thì phải. Cái chủ trương cũ ấy thì phê duyệt xong thì đã có quyết định cho thuê đất chưa anh? Chưa. Chưa có ạ? Vâng, thế còn cái việc mà giải phóng mặt bằng và công tác đền bù các thứ thì đã xong hết chưa ạ? Chưa triển khai tí nào đâu ạ. Thì phải chửi, cái đoạn đấy thì công ty cũng đã hỗ trợ cho một số cái hộ dân trước rồi. Vâng. Cái đoạn mà đào ấy thì là trả tiền đền bù xong rồi. Xong chưa ạ? Xong rồi. Ví dụ xong như rồi. Là gia đình nhà anh Sùng Á Thanh này này. Họ nhận tiền hết rồi. Thì em được biết là hiện tại trên địa bàn còn một số hộ chưa nhận đủ tiền và cũng có một số hộ là chưa nhận tí nào. Đúng rồi. Vâng. Là cái dự án thì cũng đang trong quá trình triển khai thực hiện, nó có một số vướng mắc ấy. Thì họ cũng thực hiện là đến đâu thì giải quyết đến đấy, thì vướng mắc ở đâu thì tiếp tục phối hợp với chính quyền xã thì giải quyết, thì vẫn có một số hộ thì hiện tại chưa được giải quyết xong và vẫn còn vướng mắc, thì ủy ban xã cũng phối hợp với bên công ty xem vướng mắc ở đâu thì các bên cùng phối hợp giải quyết cho bà con nhân dân. Cũng chỉ được cái đoạn tiền phạt trừ đấy thôi mà. Vâng. Đoạn mà họ đã trả tiền cho một số hộ dân đấy thì họ đào cái đoạn đấy, còn cái đoạn còn lại mà chưa giải ngân cho các cái hộ dân thì họ cũng không đào nữa. Vâng. Vậy thì ở cái phía chính quyền địa phương có nắm được là có hộ nào mà chưa nhận được đồng nào tiền đền bù nhưng mà bị xâm phạm vào đất của mình không? Cái đấy thì nhưng mà vài mét vuông thì cái đấy mình không biết được, rồi nếu mà nhiều thì không có đâu. Chắc là 600 mét đấy. 600 khoảng 600 mét đấy. Khoảng 600 mét à? Vâng. Thế thì có thể là trong quá trình đấy thì công ty cũng có nhiều đợt là xuống thỏa thuận với người dân. Ý là thỏa thuận sau khi đào xong thì
công ty sẽ xuống để chi trả tiền. Vừa rồi là tiếp xúc cử tri là bà con có cái ý kiến này. Vâng. Ý kiến là công ty đã đào rồi nhưng mà không trả tiền. Vâng. Đấy thì vừa rồi thì là do điều chỉnh cái phương án thì khi mà lãnh đạo của công ty lên trực tiếp lên đây ấy, vâng, mà chúng tôi cùng với họ đi xem cái đầu nguồn ấy thì là cũng đã ý kiến đấy với chỗ đồng chí Lăng là giám đốc mà. Vâng. Thì chúng tôi đã ý kiến với đồng chí Lăng là đề nghị đồng chí là cử người lên mà đi xác minh lại cái vị trí mà đã đào mà chưa trả tiền với người dân. Vâng. Thì có đồng chí Huy là kỹ thuật. Vâng. Thì hẹn là một ngày gần đây thì sẽ xuống đây để lấy ý kiến nhân dân cái phương vâng án 2 ấy. Vâng. Thì là sẽ xuống để chi trả cho các cái hộ dân. Phương án 2 đã được phê duyệt chưa anh? Chưa, đang trình tỉnh. Vâng ạ. Hứa là như vậy, nhưng cho đến nay đã hơn một năm trôi qua, chủ đầu tư của thủy điện Nậm Cầy vẫn để cho người dân chờ đợi. Người dân cũng đã có đơn thư khiếu nại gửi các cấp nhưng chưa được giải quyết. Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này, chúng tôi đã đến liên hệ công tác với Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ. Nhưng cho đến nay đã hơn một tháng trôi qua, phóng viên đã có hai lần đến liên hệ công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ. Nhưng từ Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện là người tiếp nhận câu hỏi của phóng viên đến chính quyền huyện này cũng bặt vô âm tín. Và cũng chưa biết đến bao giờ những người dân mất đất nương, mất nguồn canh tác ở khu vực này mới nhận được đền bù thỏa đáng. Câu hỏi này chúng tôi dành lại cho lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Được biết, theo phương án thi công cũ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu công bố năm 2021, dự án Thủy điện Nậm Cầy do Công ty Cổ phần Thủy điện Thành Phát Sìn Hồ làm chủ đầu tư khai thác năng lượng trên suối Nậm Cầy thuộc địa phận xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Diện tích dự kiến sử dụng là 12,54 ha, công suất lắp máy là 15 MW, năng lượng mỗi năm là 50.447 triệu kWh. Ghi nhận của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển theo phản ánh của người dân xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.